Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là tối ngày mùng 2 tháng 7 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là hơn 11 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về để ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa ưng sản phẩm nào bên mình thì các bạn thấy đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối bên mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ người xem lựa chọn đầu tiên. Và mấy hôm nay thì trong tuần này và tuần sau thì mình hơi bận một chút, thì mình level thì mình cũng phải cách điểm 1-2 ngày mình level được, thì là mong các bạn thông cảm. Thì sang tuần tới thì mình sẽ là cố gắng lên level thường xuyên cho bạn hơn. Thế buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về được sản phẩm là Samsung Note 8 và rất nhiều sản phẩm điện cũ. Đây, hôm nay nhà mình về được 1 2 3 4 5 6 7 con Samsung Note 8 đấy. Samsung Note 8 này là bên mình đều là gì nhỉ, Samsung Note 8 bên mình là đều là bản gì nhỉ, bản Hàn, đã được lên 2 SIM nhé. Tất cả lô Samsung Note 8 mình này đều đã bản Hàn, đã được lên 2 SIM rồi. Nên là các bạn cứ yên tâm về lắp SIM và sử dụng nhé. Đấy, lắp SIM và sử dụng ạ. Đấy, Note 8 bản Hàn. Thì mình sẽ nói sơ cua qua về cấu hình con Samsung Note 8 này. Hình thức con này thì là, nói chung là tí nữa mình sẽ tả từng hình thức và từng hiện trạng từng con một. Thì là màn hình con này là màn hình là 6,3 inch các bạn nhé. 6,3 inch. Con này là màn hình là 2K cộng nhé. Đấy, QHD, HD cộng, 2K cộng, màn hình 6,3 inch. Thì là camera con này thì là 12 megapixel, camera các bạn dùng quá tuyệt vời luôn. Note 8 các bạn không phải chê vào đâu nữa. Tại vì lúc mà thời điểm mà mới ra sản phẩm Samsung Note 8 này, nó rơi vào gần 30 triệu một trên một sản phẩm cơ. Đâm là họ là lúc mà thời điểm nó ra rất là đình đám. Sản phẩm Samsung Note 8 rất là đình đám, dùng rất là sướng, rất là phê ạ. Đây, hai camera này, vân tay này, đèn flash các kiểu ABC này. Đấy, Note 8 đây ạ. Đấy. Theo những cái lời khuyên của mình, các bạn mua sản phẩm mà gì nhỉ, đời mới bây giờ ấy, thì các bạn nên xuống tiền mua sản phẩm mà Samsung Note 8, Note 9 mà gì nhỉ, cách đây được ra trước đây một thời điểm là vài năm về trước. Nói thật với các bạn, lúc mà thời điểm nó ra mấy chục triệu cơ. Đâm là họ chu chuốt, nói chung là bên Samsung họ đắp rất nhiều công sức và tiền nong vào sản phẩm của bên mình. Đầm là bây giờ bên mình giá thanh lý với giá cực kỳ là rẻ. Tội gì các bạn phải mua những sản phẩm đời mới bây giờ đâu. Nói chung là đời mới bây giờ dùng không bao giờ sướng bằng những sản phẩm Samsung Note 8 này. Thứ nhất là độ màn hình của nó, là màn hình của nó là 2K cộng cơ. Cách đây ra mấy năm rồi nhưng mà màn hình của nó đã chế độ nó là 2K cộng cơ. Màn hình con bây giờ màn hình còn là toàn hình là full HD điếc. Màn hình Oppo biết nhìn mờ mịt, nhìn chán lắm. Nói chung là nhìn chán, nhìn ảo loài ra. Đây. Đấy, độ phân giải 2K màn hình nó sẽ khác. Đấy. Chip Exynos 8 nhân, các bạn dùng được quá tuyệt vời luôn. Pin thì 3K3, có hỗ trợ sạc nhanh nên các bạn cứ yên tâm nhé. Thì mình sẽ qua tính năng và phần giới thiệu qua thông số kỹ thuật đấy. Tùy theo con, nó sẽ có con, tất cả của nó đều là RAM 6GB. Ở trong lô này của mình thì sẽ có con hai con là RAM 6GB bộ nhớ 256, còn đâu toàn lại là 64GB. Đấy, máy Hàn đã được lên 2 SIM tất rồi nhé. Và tất cả 7 con nhà mình này đều là máy là zin áp nguyên áp suất nhá. Đấy, máy chưa bung, chưa đụng đưa chạp gì. Nên là các bạn cứ yên tâm về thao hồ sử dụng nhá. Nói chung là đi mưa đi gió rất là ok, rất là thoải mái á. Thì mình sẽ về tính năng này, camera chụp ảnh này, về tính năng nghe nhạc các bạn dùng được quá tuyệt vời luôn. Đấy. RAM 6GB các bạn dùng thì quá là phê luôn ạ. Đấy. Nghe nhạc tuyệt vời đấy. Này. Nó tám nó có cái bút nhá. Đấy. Bút dùng sướng lắm. Nói thật với các bạn, bút dùng quá sướng luôn, bút dùng sướng lắm. Đây. Mình sẽ vào vẽ cho các bạn này. Rất là phê ạ. Ra đây thì mình đăng ký trong đây. Đây chữ ký mình đẹp này. Đấy, rất là phê, bút nó cực kỳ là phê. Tại vì sản phẩm nó đắt tiền mà, đâm được. Đây. Nghe nhạc cực kỳ là hay nhé, cực kỳ là phê ạ. Đấy. Nhạy lắm. Đây mình sẽ rút duyên phận này. Đấy. Đấy, nhưng mấy năm về trước thì các bạn không có thể, lúc mà thời điểm mới ra ấy, thì dành cho hội những người giàu trải nghiệm thôi. Nhưng mà quay lại trở lại một năm về đây ấy, thì các bạn là người các bạn là lao động phổ thông, là nói chung là các bạn thu nhập bình thường, các bạn có thể sản phẩm Samsung Note 8 này dùng nhỉ? Rất là sướng, rất là phê ạ. Đấy. Nghe nhạc vàng thì quá là phê luôn. Đấy. Mình sẽ xem phim 4K luôn, nói chung là nó phê lắm. Cái bút bấm cực kỳ là nhạy luôn. Đây, 4K các bạn dùng tuyệt vời luôn. Đây, đây các bạn, 4K nhạy lắm, sướng này, nẹt lắm. Và thật vì quá là đẹp luôn. Hôm nay mình về lô này mình quá ưng rồi đấy. Các bạn nhìn xem phim 2K đấy.
xem phim hai màn hình 2K cộng để nó khác hẳn luôn ạ. Các bạn nghiêng không có độ mờ độ lóa luôn nhá. Đấy. Đấy, về tính năng giải trí xem phim nghe nhạc thì mình sẽ nói sơ qua qua. Thì ở đây nhà mình thì có 7 con. Thì mình bây giờ mình sẽ tả hiện trạng từng con một và mình sẽ báo giá trực tiếp từng con một cho các bạn lựa chọn nhé. Đấy ạ. Đây là con đầu tiên. Đây là con này là con Samsung Note 8 đầu tiên. Thì mình sẽ xem cấu hình con này là bản bao nhiêu ghi nhá. Tại vì sẽ có hai con bản 56 mình sẽ xem chi tiết hơn. Đấy. Đều là bản Hàn đã lên 2 SIM và máy là zin nguyên zin áp suất nhá. Đấy, nguyên zin áp suất nhá nên các bạn yên tâm nhá. Chăm sóc thiết bị đi. Mình xem con này là bản bao nhiêu ghi. Đấy, con này là bản RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB nhá. Đây ạ. Thì mình đây. Đây, Note 8 đấy ạ. Đấy, con này thì là bản Hàn đã được lên 2 SIM rồi nhá, máy zin áp suất nhá. Áp suất thì nhảy tưng tưng luôn. Dùng các bạn nhảy tưng tưng luôn, tưng tưng luôn, đấy, giáp nhảy tưng tưng luôn, nói chung là máy zin áp suất, đấy, mình bao bạn zin áp suất nên các bạn yên tâm nhá, đấy, hình thức con này còn giá là đẹp nhá, nói chung là hình thức nói chung là đẹp, nó không khác gì mới luôn ạ, trên 90%, nó chỉ duy nhất chỉ bị cấn một tí đấy thôi, kiểu cấn một tí ngay cái bút đấy nhá, đấy, ngay cái bút, con này thì màu là nói chung là ghi xám hay sao này, ghi xám tím tím đấy. Nói chung là để nói mà mình không rõ thì màu này. Mình đang mua màu này. Đấy, nó tám đấy. Ghi xám màu tím tím nhá. Đấy, ghi xám màu tím tím ạ. Hình thức thì đẹp là trên 90%. Thì con này thì bị chấm một tí đây thôi. Đấy, cấn một tí ở chỗ cái bút đấy thôi. Đấy, nói chung là dùng qua lướt qua rồi không thể tránh được. Thì tình trạng con này thì mình cũng kể luôn cho bạn là màn con này thì hơi hồng một chút nhá. Đấy, hơi hồng một chút, hơi ám hồng một chút ạ. Đấy. Hơi ám hồng một chút. Đây, hơi ám hồng chút và máy có cấn một chút ở đây nhá, hơi ám hồng đây, mình xem màn hình cho các bạn đấy. Đấy. Còn nói chung là tình trạng con nào thì mình sẽ tả cho bạn luôn như thế đấy. Hơi ám hồng một chút đấy. 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 Ám hồng đều nhá. Đấy, ám hồng rất là đều nhá, rất là đẹp nhá. Đấy. Đấy, ám hồng đều đấy. Đấy. Rất là đẹp nhá, hình thức rất là đẹp, rất là phê ạ. Camera dùng là tuyệt vời luôn. Mở khóa này. Khuôn mặt nào thì các kiểu ABC này. Đấy. Con Note 8 này thì hơi ám hồng này một chút. Thì con này thì bên mình đang thanh lý các bạn với giá là 4 triệu đồng nhé. Đấy. 4 triệu đồng đấy ạ. À, 4 triệu đồng sản phẩm Samsung Note 8. Con này thì là số 1. Mình sẽ đánh số là số 1. Thì máy là zin áp suất nhé. Đấy. Máy là zin áp suất ạ. 4 triệu. Rất là rẻ. Máy bản Hàn đã được lên 2 SIM 2 sóng rồi. Nên là các bạn yên tâm sử dụng nhé. Con này là 4 triệu này. Đấy. Cho một bản ám hồng nhé. 4 triệu con này là số 1 nhá. Đấy, cho các bạn lựa chọn nhá. Đấy, số 1 đấy. Con này thì bên mình, con số 1 này thì bên mình sẽ bán cho bạn với giá là 4 triệu đồng nhá, sản phẩm Samsung Note 8. Tội gì các bạn phải đi mua sản phẩm đời mới bây giờ nhá. Đấy. Nói chung những sản phẩm đời mới bây giờ không thể bằng những sản phẩm Samsung Note 8 này. Tuy là màn hơi ám hồng một chút thôi. Còn các bạn ám hồng này thì các bạn mua còn được, chứ các bạn theo lời khuyên của mình thì các bạn đừng nên mua những sản phẩm mà Samsung mà bị đốm đen màn hình, nói chung là đốm nhỏ không sao, nhưng mà đốm ví dụ như kiểu mà 1-2 chấm nhỏ ở đây không sao, nhưng mà đừng có bạn mua đốm to quá, đốm to hoặc đốm nhiều quá đấy. Các bạn mua đốm nhỏ như này không sao hiểu không, nhưng các bạn mua đốm to này nhìn rất là khó chịu, nhìn rất bắt mắt nhá. Những ám hồng này rất là đẹp, mình chỉ thanh lý bạn giá là 4 triệu đồng thôi, rất là rẻ nhá, giá lợn quay luôn nhá, chứ không phải lợn chết nhá. Đấy là con số 1. Và con số 2 thì màu gold, con này rất đẹp ạ. Đây. Con số 2 màu gold. Con này thì máy để nói độ mới của nó thì gọi là như là mới. Con này thì cũng là máy zin áp suất nhá. Đấy. Máy màu gold nhá. Đấy, thì mình tình trạng thì mình sẽ là xem cho các bạn là con này là bản bao nhiêu ghi. Đấy. Đấy, con này cũng là RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là gì nhỉ? Bộ nhớ trong con này là 64GB. Thì tình trạng con này thì là máy cũng là zin áp suất này. Đấy, con này là chỉ bị lưu một tí à. Hơi lưu ảnh một tí mờ mờ đây thôi. Đấy. Đấy, hơi lưu ảnh mờ mờ một tí đây thôi. Đấy. Đấy, các bạn để ý kỹ thì mày thấy nhá. Đấy, cái con số 2 này thì máy rất đẹp ạ. À. Đấy.
Máy đẹp keng luôn nhá. Đây. Đẹp keng, máy zin áp suất chứ. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 4 triệu 300k nhá. 4 triệu 300k sản phẩm Samsung Note 8 màu gold đấy ạ. Đấy, tình trạng là máy bị hơi bị lưu trữ một tí trên này thôi. Đây. Đây, hơi bị lưu trữ một tí trên này thôi. Đấy, các bạn nhìn kỹ thì mình thấy nhá. Bên mình đã thành lý bạn giá là 4 triệu 300k sản phẩm Samsung Note 8 đấy nhá. Đấy, con này số 2 ạ, máy đẹp keng luôn. Con này số 2. Màu gold nhá, rất là đẹp nhá. Số 2 này. 4 triệu 100k, đây là số 2 4 triệu 300k nhá. Rất là đẹp đấy. Sướng lắm, phê lắm. Đấy. Các bạn dùng bọn này dùng sướng lắm. Rồi, mở khóa khuôn mặt nào. Các cái vân khuôn mặt này, vân tay này rất là sướng, rất là to. Cầm sướng lắm. Các bạn cầm điện thoại này rất là sang nhá. Đấy, và con này số 3, con này cũng là 64GB rồi. Đấy, con này thì đời tình trạng cũng rất là đẹp ạ. Đây, đẹp trên 90% luôn ạ. Đấy, rất là đẹp. Máy con số 3 này cũng là zin áp suất nhá. Đấy. Đây, con này thì màn hình khá là đẹp. Con này chỉ hơi bị ám lưu trữ một tí đây thôi. Đấy, hơi bị ám lưu trữ một tí đây thôi nhá. Đấy, con này thì bên mình cũng thanh lý bạn giá là 4 triệu 300k nhá. 4 triệu 300k đấy ạ. Đấy. Con này chỉ bị lưu hơi bị lưu trữ một tí đây thôi nhá. Đấy. Này hơi bị lưu trữ một tí đây thôi ạ. Đấy, con này thì bên mình cũng đán bạn giá 4 triệu 300. 4 triệu 300k, máy đẹp leng keng luôn ạ. Đấy. Đấy, hôm nay về được lô này mình rất là rẻ nhá. Con số 3 này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 4 triệu 300k ạ. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 này, các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình là 1 là qua Zalo, 2 là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của mình, và đây là địa chỉ cửa hàng của mình. Các bạn nào gần địa chỉ cửa hàng mình, các bạn thể trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để mua bán và giao lưu và trao đổi nhá. Còn các bạn nào muốn biết thông tin thêm về máy, các bạn có thể lên Google search thêm cho mình nhá. Tại vì hôm nay mình cũng nhiều máy thì mình cũng giới thiệu qua một chút thôi. Con số 3 này. Số 3 này. Con số 3 này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 4 triệu này 300k. Những sản phẩm đời mới bây giờ các bạn không bao giờ những sản phẩm bằng những sản phẩm mà lúc mà thời điểm nó ra gần 30 triệu này các bạn nhé. Mình khẳng định với các bạn luôn. Dùng phê loi mắt luôn. Các bạn những sản phẩm này các bạn sau này các bạn bán đi bạn cũng không lỗ bao nhiêu nhé. Rất là sướng ạ. Mà các bạn dùng ốp dùng rất là sang. Con số 3 này cũng là 4 triệu 300k nhé. Thì mình sẽ để đây là giá cho các bạn biết nhé. Note 8 rất nhiều ạ. Đây ạ. Và con này số 4 thì máy cũng là zin áp suất nhá. Này. Con số 4 này, đấy. Máy cũng đẹp nhá, đẹp trên 90% nhá. Đấy, con này cũng bị hơi bị lưu trữ một tí này. Ở trên chỗ đằng này này. Đấy. Con này thì bên mình cũng thanh lý bạn giá là 4 triệu 300k nhá. Đấy, 4 triệu 300k màu đen này nhá. Màu đen bóng đấy ạ. Đấy, 4 triệu 300k đấy ạ. Đấy, 4 triệu 300k nhá. Con này chỉ bị lưu trữ một tí thôi các bạn nhá. Đấy ạ. Đây các bạn phải nhìn để các bạn nhìn kỹ thì mới thấy nhá. Đấy, nhìn kỹ thì mới thấy nhá. Đấy, lưu trữ một tí đấy, các bạn phải nhìn kỹ thì mới thấy ạ. Đấy. Con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 4 triệu 300k, con số 4 nhá. Đấy. Toàn những sản phẩm mà từ cái ngày mà mấy chục triệu bây giờ rất là rẻ nhá. Đấy. Ba trăm k. Con này là con số 4 này. Đấy. Và con này, tất cả 7 con này nhà mình đều là máy zin nguyên bản nguyên áp suất nhá. Nên là các bạn yên tâm thao về đập phá nhá. Thao về sử dụng nhá. Con này thì màn khá đẹp nhá. Con này thì là màn đẹp nhá. Đấy. Con này thì là màn đẹp các bạn nhé. Đấy, quên mất mình một con nữa, mình 64GB của mình đâu rồi ấy. À 256 của mình. Mình quên mất còn một con 256 nữa. Mình có một con 256 cơ. 256 thì mình phải bán hơn một chút các bạn nhé. À này, con này là 256GB nhá. À 256GB này ạ.
Đấy, con này là bản 256 GB, con này thì mình sẽ bán cho bạn với giá là 4.500.000 nhá. Sorry các bạn nhá, con này là bản 256 GB của mình nhá. Đấy, con này thì bên mình đang bán là 4.500.000 nhá, 256 GB ạ. Đây là 256 GB này. Đây là 64, đây 64 GB nhá. 64 GB đấy, 64 GB các bạn dùng không hết rồi, các bạn dùng có thể dùng 256 này. Đây con này 64, à con này là 64 này. Đấy, con này thì màn đẹp nhá. Đấy, 64 GB con này thì màn đẹp. Hình thức con này còn độ 90% này. Máy còn 90% ạ. Này, con này thì nó máy cũng là zin áp suất nhá. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 4 triệu. Này. Con này mình đang bán cho bạn với giá là 4 triệu gì nhỉ? 600k nhá. 4 triệu 600k nhá. Này. Con này thì màn đẹp nhá. Đây, màn đẹp ạ. Máy zin nguyên bản zin áp suất nhá. 4 triệu 600k, hình thức cũng là 90% nhá. Đấy, 4 triệu 600k ạ. Đấy. 4 triệu 600k nhá. Này con này bản 64, con này màu xanh cũng rất là đẹp này. Máy màu xanh rất là đẹp. Đây máy màu xanh. Cũng đẹp là trên 90% ạ. Hơi phải phẩy tí đây thôi. Đấy. Đây. Đây. Con này thì hơi bị lưu trữ một tí ở trên này nhé. Đây, các bạn nhìn kỹ mình thấy này, lưu trữ một tí trên này rồi. Đấy. 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 Lưu trữ hơn một tí nhé. Đấy, con này thì hơi bị lưu trữ một tí. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 4 triệu 200k nhé. 4 triệu 200k đấy ạ. 4 triệu 200k, đấy. Con màu xanh đấy nhá. Hình thức là máy đẹp cũng là trên 90% nhé. Đấy. Máy màu xanh dương. Đó. 4 triệu. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8, cái con mà đây là số 5 này. Số 5 này. Số 6 này. Tất cả đều là máy là bản 2 SIM mà zin áp suất nhá. Số 6 này. Đấy. Và con này là bản cuối cùng này. À, con này thì là màn hơi hồng hồng một chút nhá. Đây. Hơi hồng hồng một chút. Đấy. À, con này thì là bản con này được cái nó là bản 256 GB nhá. Đây. Hơi bị con này thì hơi bị chầy mỗi tí chỗ này thôi. Góc dưới này đấy. 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 Máy cũng là zin nguyên bản zin áp suất nhá. Con này của nó là bản 256 GB nhá. Đấy, 256 GB đấy. Màn thì nó hơi bị ám hồng một chút nhá. Đấy, ám hồng một chút. Đấy. Tội gì các bạn phải đi mua những sản phẩm mà màn đốm đen to win ở màn hình làm gì đâu. Đây con này là bản 256 GB. Con này là bản RAM 6 GB, bộ nhớ trong là 256 GB nhá. Đấy ạ. 256 GB đấy ạ. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là gì nhỉ? Mình sẽ thanh lý các bạn với giá là cực kỳ là rẻ này. 256 GB này. Con này con số 7 này. Số 7 này, 256 GB này, màn hơi hồng một chút này. Thì bị hơi bị chóc một tí đây. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 3 triệu 800k nhá. 3 triệu 800k. Đấy, 3 triệu 800k nhá. Con này là 256 GB nhá. 6 GB ạ. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm con Samsung Note 8 mà số 7 này, bản 256 GB này, giá 3 triệu 800k thì các bạn đi tay hàng mình là sớm nhất nhá. Đấy, rất là sớm nhất. Đấy. Hôm nay thì mình về được lô sản phẩm Samsung Note 8 này, rất là rẻ thanh lý cho bạn nhá. Đấy. Đây mình sẽ tạm thời để gọn lên trên này. Và mình sẽ le vào những sản phẩm khác để mình, thì vì nó cũng nhiều lắm, đâm là mình sẽ là cố gắng le vào hết nhá. Tiếp theo là lô Note 5 này. Note 5 thì hôm nay mình nhiều lắm. Này. Nói chung là mình tải về hết ngày mai. Nhiều lắm.
đấy, mình nhiều khi mình bận mình không level mình bán cho các bạn luôn này. Đây, lót 5 này, lót 5 thì là màn hình con này là 5.7 inch. Mình sẽ nói sơ qua qua về sản phẩm lót 5. Lót 5 của nó là màn hình là 5.7 inch nhá, 5.7 inch các bạn nhá, 5.7 inch ạ. Cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.500.000 nhá. Máy rất là đẹp ạ, đẹp trên 90%. Con này số 1 mình sẽ bán cho bạn với giá là 2.500.000. Tại vì mình nhiều lắm, đâu mà mình không có thời gian mình level đây. 2 triệu số 1 này, 2 triệu này, 100.000 này. Đấy, số 1 là 2.500.000 này, còn nó 5 này. Đấy, RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Đấy, con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 2.400.000 nhá. Con này thì hơi bị phẩy một chút chỗ này thôi. Đấy, 2.400.000 nhá. Số 2. Không, thời lượng video nó quá dài thì mình còn nhiều máy nữa mà. Các bạn muốn biết thêm thông tin, các bạn có thể là lên Google tra cứu cho mình nhé. Số 2 là 2.400.000, Note 5 này. Con này số 3 này, con này đẹp. Đây, cụ này khá là đẹp. Con này màu đen. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là gì nhỉ? Cũng là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 32GB. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.500.000 nhá. Máy đẹp nhá. Rất nhiều máy giá rẻ. Con này là số 4 này, à số 3 này. Con này là bản 64GB nhá. Con này là bản 64GB ạ. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.600.000. Máy đẹp nhá. Máy đẹp keng này, 64GB đấy. Con này thì là 2.600.000 nhá. Đấy, tầm này mình cũng buồn ngủ lắm các bạn ạ. Mình sẽ cố gắng là level tắt cho các bạn. 2 triệu này. 2 triệu con này là 600.000 nhá. Con này là 64GB. Con này là số 4 nhá. Đấy. Và hai con này thì vỏ phải hơn một chút này. Hai con này thì bên mình đồng giá các bạn là 2.300.000 một con nhá. Đấy, 2.300.000 một con. Con này thì là vỏ 90% nhá. Đây nhá, con này hai con cuối cùng này bên giá mình là 2.300.000 một con nhá. Đấy, 2.300.000 một con Samsung Note 5 đấy ạ. Hai con cuối cùng nhé. Đấy, 2.300.000 nhá. Đấy. Đấy, 2.300.000 nhá. Đấy, 2.300.000. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 5 này, các bạn những tay hàng mình là sớm nhất. Một là qua Zalo đây ạ. Hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình. Và ba là các bạn có thể là trực tiếp qua địa chỉ hàng của mình. Và hình thức mua hàng ở xa mình rất nhiều thức. Một là các bạn nào đã tin tưởng bên mình rồi, các bạn thì chọn trước là chuyển khoản trước. Còn hình thức thứ hai, các bạn nào chưa tin tưởng bên mình ấy, các bạn chọn trước là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra và thanh toán, các bạn phải cọc ship mình 50k và 100k tùy theo mức giá sản phẩm của các bạn nhá. Và tất cả sản phẩm bên mình thì có lỗi đổi một trong vòng 1 tuần và bảo hành là 6 tháng cho các bạn, nên các bạn yên tâm sử dụng nhé. Đây ạ, lót 5 đây ạ. Mình sẽ bỏ sang lót 5 sang đây ạ. Và tiếp theo là sản phẩm Samsung A7 2017 đây ạ. A7 2017 thì hôm nay nhà mình lại về được hai con này nhá. Hai con này đều là bản 2 SIM nhá. Bản 2 SIM ạ. Hai con này đều là bản 2 SIM ạ. A7 2017 bản 2 SIM ạ.
Hai con này đều bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.400.000 một con nhé. Cấu hình là RAM con này, hai con này là RAM gì nhỉ? RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. A7 2017 đấy ạ. A7 2017. Đấy, hai con này đều là bản gì nhỉ? Hàn 2 SIM nhá. Đấy, bản Hàn 2 SIM ạ. Đấy. Bản Hàn 2 SIM nhá. A7 2017 thì là mình sẽ nói sơ qua qua về cấu hình con này. RAM 3, bộ nhớ 32GB, màn hình thì là rất là to nhá. Đấy, thời điểm nó ra cũng phải đến 10 triệu nhá. Đấy, bên mình giờ chỉ thanh toán bạn giá 2.4 triệu nhá. Hai con này đều là bản 2 SIM nhá. Bản 2 SIM nhỉ. Đấy, rất là rẻ. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.400.000 một con nhá, 2.400.000 một con ạ. Nhiều lắm. Ôi, mình buồn ngủ quá. Đây, con này con S7i ạ. Đây, S7i này. Hôm nay thì mình vừa mới về con này xong. Đấy, con S7i này là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 32GB. Con này thì máy màu bạc rất là đẹp nhá. Con này thì bên em đang bán cho bạn với giá là 2.900.000 nhá. S7e đấy ạ. Đấy, mặt trước con này đã dán ni lông hết rồi chứ. Đây, mặt trước con này đã dán ni lông hết này. Đấy, mặt sau cũng đã dán hết nhá. Mặt sau viền đã dán hết rồi nhá. Đấy, đẹp như kiểu là mới luôn. Con S7e này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.900.000 nhá. S7e thì các bạn cũng biết rồi. Màn hình tràn viền, đấy, camera rất là đẹp nhá. S7e. Bạn dùng quá là phê luôn. RAM 4GB. Đấy, bộ nhớ trong là 32GB, dùng quá tuyệt vời nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S7e này, các bạn nhớ đặt hàng mình là sớm nhất nhá. Đấy, con này đã dán hết rồi nhá. Rất là đẹp. Đây, và đây là con Note 7 FE này. Đấy, Note 7 FE. Note 7 FE đây ạ. Đấy. Note 7 FE. Thì con này là bản Hàn 1 SIM nhá. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 2.900.000. Đây, con Note 7 FE đấy, Note 7 FE. Con này là bản Hàn 1 SIM. À, bên mình đang bán bạn giá là 2.900.000 nha. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 7 FE này, các bạn nhìn hàng mình là sớm nhất nha. Đây, con này là bản Hàn 1 SIM. Bên mình đang bán bạn giá là 2.900.000 nha. Rất là rẻ các bạn lựa chọn nha, Note 7 FE đây. Và đây là con sản phẩm Samsung A8 2018 thì con này thì bên mình hôm nay thì về được mỗi một con này nhá. Đấy, A8 2018. Đấy. RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Hình thức là máy đẹp như là mời luôn nhá. Con này thì là máy còn zin nguyên áp suất nhá. Còn máy còn zin nguyên áp suất đấy ạ. Đấy. Zin nguyên áp suất đấy ạ. Zin nguyên áp suất. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 2018 này, các bạn nhìn tài hàng mình sớm nhất ạ. Đấy, rất là nhiều máy lựa chọn đấy ạ. Ôi, nhiều lắm. Đây. Con này là iPhone 6S Plus ạ. Đấy, 6S Plus thì con này là gì nhỉ? Con này là bản 64GB các bạn nhé. Đấy, 6S Plus ạ. Con này là bản LLA 64GB. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 3.600.000 nhé. 3.600.000. Hình thức là máy đẹp là trên 90% nhé. Bạn nào thích sản phẩm gì nhỉ? iPhone 6S Plus phiên bản 64GB, bản Mỹ 64GB này, các bạn nhớ theo mình là sớm nhất nhá. Con này thì mình đã thay pin mới cho các bạn rồi nhá, nên là các bạn cứ yên tâm sử dụng nhá. Đây, iPhone 6S Plus đấy ạ. Đấy, rất là rẻ cho các bạn nhá. 6S Plus đấy ạ. Đấy. 6S Plus 64GB. Con này thì bên mình đã thanh lý bạn với giá là pin mới nhá. Con này bên mình đang bán cho bạn với giá cực kỳ là rẻ. 3 triệu. Gì nhỉ? 3.600.000. Con này thì là bao cho bạn là main zin, màn zin nhá. Nên là các bạn yên tâm về sử dụng nhá, tao đập phá nhá. Đấy, rất ok. Đây, và đây là con M20 ạ. Đây, con này là con M20 đấy. Thôi, con này thì khách đang cắm nhá, thôi để mai hết hạn để mình sẽ thanh lý cho bạn nhé. Ôi. Ôi, nhiều quá. Đây. Con này là Vivo i55 này. Đấy, Vivo i55 này. Con này 1.1 triệu nhá. RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB. Hình thức của máy nó khá đẹp nhá, đẹp 90% nhá. Con Vivo i55 này ạ. Đấy, Vivo i55 này ạ. RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Con này bên mình đang bán các bạn với giá chỉ với giá là 1.100.000 nhá. Bạn nào thích sản phẩm Vivo i55 này, các bạn nhìn tay hàng mình là sớm nhất nhá. Vivo i55 này ạ. Đấy, 1.1 triệu nhá.
rất là rẻ nhá. Các bạn mua về tặng các em nhỏ, học sinh, sinh viên, các ok các bạn nhé, làm máy phụ nghe gọi nhé. Hoặc các bạn mua các bạn em nhỏ ấy, tặng cho ông bà, bố mẹ, người thân ấy, ví dụ các bạn đấy thích một máy cảm ứng trải nghiệm cũng rất tuyệt vời nhá. Nói chung là vòng Vivo rất là bền ạ. Các bạn chỉ đập máy mới hỏng thôi, bình thường lỗi ra vặt rất ít nhá. Và tiếp theo là có sản phẩm là gì nhỉ? Con này là con Samsung J7 cộng, con này là 2,1 triệu nhá. J7 cộng ạ. Cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 32GB. Con J7 cộng này là bản công ty 2 SIM nhá. J7 cộng bản công ty 2 SIM. Con này thì hình thức là máy đẹp là trên 90% nhá. Con này thì bên mình đang bán bạn giá là 2,100K nhá. Samsung J7 cộng này, J7 Plus, đấy gọi là J7 Plus nhá cho bạn dễ hiểu. RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB nhá. Đấy, 3-4 camera rất là tuyệt vời, 2 camera kép rất là tuyệt vời ạ. Đấy, bạn nào muốn biết thông tin về thêm máy các bạn có thể liên hệ gì nhỉ? Có thể là lên Google search lại cho mình nhá, Vivo này. Đấy, tặng người già này hoặc là cái em nhỏ đi học đỡ mất này. Dùng máy phụ nghe gọi rất là ok nhá. Đấy, rất là rẻ. Đấy. Con này còn A3S này, A3S thì nhà mình còn một chiếc này. Con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 1 triệu gì nhỉ? 1,700K sản phẩm Oppo A3S đấy ạ. 1,700K đấy ạ, Oppo A3S. RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB. Màn hình là hơn 6 inch. Tràn viền, tai trâu, tai bò, tai thỏ, tai chuột đấy. Bạn nào thích sản phẩm Vivo gì nhỉ? Oppo A3S này các bạn nhé, hàng liệt sớm nhất nhỉ. 1,700K đấy ạ. RAM 2, bộ nhớ trong 16GB đấy ạ. A3S đấy ạ. Pin hơn 4.000 nhá, màn hình hơn 6 inch nhá, rất là rẻ. Nhiều lắm. Z2 Bride này. Z2 Bride thì con này là 900K nhá. Đấy, con này con On 7 thì 1 triệu đồng nhá. Đấy, On 7 1 triệu đồng đấy. Màn hình rất là to, màn hình 5,5 inch. Chữ to, màn to nhá. Z2 Bride 900K đấy. Toàn máy học sinh sinh viên nên các bạn cứ yên tâm sử dụng nhá. Ôi mình không cho nào mình bày máy nữa rồi. Ôi tầm này mình buồn ngủ quá rồi các bạn ạ. Rồi, và sản phẩm trên tay mình đây là tiếp tục là hai con full hộp nhá. Con này là con A21S. A21S thì hôm nay mình vừa mới về con này xong. Con này thì máy mới, nguyên hộp phụ kiện. A21S đấy ạ, nguyên hộp phụ kiện nhá. Rồi, máy mới nguyên siêu, nguyên hộp phụ kiện. Đây, con này cục sạc này. Cục sạc này. Que chọc SIM này. Và đây là dây sạc nhá, mình sẽ xem bộ nhớ nó bao nhiêu. Con này là phiên bản là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB nhá. Đấy, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Thì mình sẽ bật nguồn lên cho bạn xem A21S. Đây. A21S, con này thì máy mới nguyên hộp phụ kiện. Con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 3,500K nhá. 3,500K sản phẩm A21S đấy. Con này là 1 2 3 4 4 camera, một đèn flash này, vân tay này, đấy A21S đấy. Đấy, thị trường đang bán với giá là 4 triệu đồng. Nhưng bên em đang bán bán cho bạn với giá là 3,500K nhá, cực kỳ là rẻ. Màn hình là 6,5 inch HD cộng thôi. Đấy, RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Đấy, màn hình thì có màn hình nó nhiều là dạng S10 S10 nhá. Đấy. Đây. Đây, màn hình là camera của nó là camera bên trong màn hình luôn nhá. Camera trước này. Camera sau này. Đấy, camera sau rất là nét. Đấy. Camera trước nhỉ, camera sau này. Đấy. RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 3,500K nhá. Đấy, máy mới nguyên hộp phụ kiện nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A21S này các bạn nhớ hàng mình là sớm nhất nhá. Máy mới nguyên hộp phụ kiện này. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 3,500K thôi, cực kỳ là rẻ A21S nhá. Đấy, con này bảo hành chính hãng 1 năm nhá. Và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày hôm nay bên mình giới thiệu các bạn là chiếc gì nhỉ? i9 2019 á, con này là i9 2019. Hôm nay nhà mình lại vừa về con i9 2019 này. Con này thì là máy mới nguyên hộp phụ kiện ạ. Cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 128GB nhé. Giới thiệu này. Đấy. RAM 4GB, bộ nhớ trong là 128GB. Màn hình là 6,59 inch nhá. Đấy, màn hình là 6,59 inch.
camera thò thụt nhá. Đấy. Đấy, camera rất là nét các bạn, rồi thò thụt đấy. Các bạn bán hàng loại chim thì các bạn cam này rất là tuyệt vời ạ. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 3.100.000 nhá. 3.100.000 sản phẩm Hawaii i9/2019 RAM 4GB, bộ nhớ trong là 128GB. Đấy, bộ nhớ trong là 128GB nhá. Đấy, con này là máy mới nguyên hộp phụ kiện. Bên mình đang bán cho bạn với giá là pin con này thì là 4.000 nhá. Màn hình là 6,59 inch này, màn hình rất là to ạ. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 3.1 nhá. 3.1 thì rất là rẻ. Đấy, 3.1 đấy. Máy mới nguyên hộp phụ kiện ạ. Đấy. Đây, sạc xiếc đầy đủ hết nhá. Máy mới nguyên hộp phụ kiện đấy các bạn. Đây. Đó, ốp này, sạc xiếc các kiểu dưới này hết. Que chọc sim này, sạc. Bạn nào thích sản phẩm Hawaii i9/2019 nữa các bạn nhận hàng mình sớm nhất nhá. Buồn ngủ quá. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về rất nhiều mẫu sản phẩm điện thoại cũ rất rẻ. Thì các bạn ưng sản phẩm nào bên mình, các bạn thì nhanh tay liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại bên mình nhá, để đặt hàng mình sớm nhất nhá. Và bây giờ thì cũng muộn rồi nhá. Xin chúc bạn đã xem video mình một buổi tối ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại một clip vào tối ngày mai nhá. Đây số loại hẹn nhỉ, đây địa chỉ cửa hàng mình, các bạn gần địa chỉ cửa hàng mình có thể trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình nhé, rất là cười.